chắc chắn bạn sẽ không thể ngờ rằng người đàn ông được mỹ nữ vây quanh này đáng sợ đến nhường nào. Chỉ cần ông ta tùy ý hạ lệnh thì sẽ có một đám côn đồ xả thân vì mình. Người bình thường không ai dám động đến ông ta để chuốc họa vào thân. Thậm chí ngay cả thị trưởng và thái tử nhà Tài Phiệt, ông ta cũng chẳng thèm xem trọng. Người đàn ông này có sức mạnh như vậy là vì ông ta có một chiếc tủ lớn đựng vàng ròng. Vì tiền ông ta có thể làm tất cả, thậm chí đến việc bổ dưa hấu mà cũng có thể đem ra đánh cược. Một ai nữ đứng dậy khua tay đặt cược 300 triệu won rằng đối phương có thể bổ quả dưa. Myung Jiu khẽ mỉm cười rồi ném lại 400 triệu won. Sau đó một tên đàn ông vạm vỡ hạ khí đan điền dùng tay đập vỡ quả dưa hấu. Đám nhà giàu vô cùng cam thán. Ai nữ lại cao hứng vung tiền còn nói là bữa nay cô mời. Đây chính là cuộc sống của người có tiền. Người đàn ông này tên là Choi Myung Jiu, là người nắm giữ quyền lực của cả một tập đoàn cho vay. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà tình hình kinh tế tại Hàn Quốc đã suy giảm không ít. Thái tử nhà Tài Phiệt nhận ra cơ hội trong đó. Anh ta liền định tu sửa một khách sạn hào nhoáng. Nhưng ngân hàng đầu lĩnh không hề thoải mái như thế. Họ không thể cho anh ta vay một lúc 1.000 tỷ won. Thị trưởng thấy vậy liền giới thiệu Myung Jiu cho thái tử Tài Phiệt. Myung Jiu là một người giàu có hào sảng mấy ngàn tỷ cũng không thành vấn đề với ông ta. Nhưng muốn có số tiền này thì phải đồng ý với vài điều kiện. Một là phải để một lầu trong khách sạn để ông ta xây sòng bài. Hai là bên dưới phải thiết kế quán bar. Thứ ba là nếu không khống chế được tình hình bệnh dịch thì không tiếp nhận người đến cách ly. Những yêu cầu này có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Min Beom. Nhưng trước mắt anh không có lý do để từ chối. Ông nói sau khi anh suy nghĩ xong thì ông sẽ đưa 1.000 tỷ won ra. Đối với Myung Jiu mà nói đây cũng là một khó khăn không hề nhỏ. Dù ông ta có giàu có thế nào thì cũng không thể xoay chuyển tài sản chỉ trong phút chốc. Để có thể nhanh chóng có được tiền, ông ta quay lại nghề cũ của mình. Đó chính là cho vay nặng lãi. Ngân hàng cho vay lấy lãi 7%. Tài khoản mà Myung Jiu cần cũng chỉ có 5%. Bên trên thì viết là hỗ trợ tiểu thương nhân. Phía sau lại âm thầm giết người không để lại dấu vết. Người đi vay lớn tuổi này không hề nhận ra âm mưu của đối phương. Khi ấn dấu mộc đỏ lên trên thì số tiền tích góp cực khổ của họ sẽ bị chúng lấy sạch. Tất cả đều bị Myung Jiu giành lấy hết. Trong số đám người này còn có mẹ của Jeon U. Jeon U chính là một tân vận động viên quyền Anh nhanh nhẹn. Giấc mơ lớn nhất của anh ta chính là được đứng trên sàn thi đấu. Hai hôm nay anh ta bận đánh quyền Anh, không hề hay biết mẹ mình đã ký tên vào hợp đồng vay nợ. Mặc dù nói trong thời gian dịch bệnh không có nhiều người đi xem quyền Anh, nhưng Jeon U vẫn rất nỗ lực trong mỗi trận đấu. Hôm nay đối thủ của anh chính là U Jin. Anh ta chính đối thủ mạnh nhất mà anh từng được thi đấu từ xưa đến nay. Hai bên không ai nhường ai. So với Jeon U lúc nào cũng bình tĩnh thì khi hoảng loạn U Jin đã để nhiều khe hở hơn. Jeon U nắm lấy cơ hội một phát KO đối thủ. Sau khi hạ đài, U Jin vô cùng tôn trọng đối thủ mạnh này và chủ động tìm Jeon U để hỏi thăm về cách đánh quyền Anh. Hai người vì thế mà trở thành bạn. U Jin cũng biết được Jeon U cũng đã từng đứng ở hàng ngũ hải quân như anh. Quan hệ của cả hai tiến triển nhanh chóng. Hôm sau anh còn hẹn đến nhà U Jin làm khách. Hôm sau Jeon U đang đi giữa đường thì thấy có người đang bị một tên vô gia cư bắt nạt. Jeon U chính nghĩa lập tức nổi giận và chuẩn bị dạy cho đối phương một trận. Không ngờ lại bị đối phương đánh lén. Jeon U bị kích điện ngã xuống đất. Hung thủ kéo khẩu trang xuống. Xem ra là một cô gái. Hóa ra người này tên là Hyeon Ju. Cô đuổi theo tên vô gia cư đó là vì đối phương chuyên gia lừa tiền. Ông nội của Jamie Jong là hội trưởng Choi. Là một ông lão tàn tật nhưng rất có tình yêu thương. Hội trưởng Choi từ khi cho vay thì không thu lại đồng lời nào. Trong thời gian dịch bệnh, ông hiểu rất rõ sự vất vả của người dân, nên đã đề xuất chuyện cho vay không lãi suất. Một số gia đình nhận được ân huệ, sau thời gian khó khăn, đã trả lại tiền vay cho ông, đồng thời còn tặng cho hội trưởng Choi một ít quà. Đống quà này cũng được xem như lời rồi. Một người lương thiện như vậy e là sẽ bị người khác lợi dụng. Tên vô gia cư bị Hyeon Jun đuổi bắt luôn tận dụng khe hở và giở trò để vay tiền. Cô không biết người vô gia cư đó lấy đâu ra nhiều chứng minh thư như thế. Và nhờ đó hắn đã vay được của hội trưởng Choi không ít tiền. Hyeon Ju không muốn hội trưởng Choi bị oan vì vậy cô mới truy đuổi đối phương. Có thể thấy được từ chiếc đồng hồ rằng nó không phải là chiếc đồng hồ vàng bình thường. Nó đồng giá với khoản vay trước đây của hắn. Thứ hội trưởng Choi quan tâm không phải là tiền, mà ông đang lo lắng cho an nguy của Hyeon Ju. Thấy cô lần này bị thương như vậy, ông định kiếm cho cô một vệ sĩ đi cùng. Chuyển cảnh, Kim Myung Ju đang dùng một số vàng lớn để đút lót cho quan viên chính phủ. Nhờ đó mà ông ta có thể quyền xây dựng sòng bài. Suy cho cùng chuyện lớn như vậy không thể để cho thái tử nhà Tài Phiệt làm chủ được. Lần tặng quà này khiến Myung Jiu phải truyền máu một trận. Nhưng ông ta không để ý vì sắp tới là đến lúc thu tiền nợ rồi. Thuộc hạ của Myung Jiu, Wang Mu dẫn theo xã hội đen đến trước tiệm cà phê của mẹ Jeon U. Wang Mu tiền lễ hậu binh, còn lấy lý do đến thời hạn trả nợ để ép mẹ Jeon U giao 400 triệu won ra. Đối phương đã lâm vào đường cùng nên không thể có tiền để trả. Thấy bà quyết không đưa tiền, Wang Mu lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đập phá quán. Mẹ của Jeon U nhận ra đối phương đến để bới móc đòi nợ, nên bà liền gọi điện cho con trai nhờ giúp đỡ. Nghe tiếng mẹ khóc, Jeon U như phát điên chạy về nhà. Đối diện với sự chặn đường của đám côn đồ, anh liền bộc phát khả năng kinh người của mình. Những nắm đấm quyền anh được tung ra nhanh như chớp khiến cho đám côn đồ loạn xạ cả lên. Trái lại với chúng,
những bước đi của anh lại rất nhẹ nhàng. Những đòn cước anh tung ra rõ ràng rất chuyên nghiệp. Sau khi xử lý hết đám côn đồ bên ngoài, Jeon U ôm người mẹ đang kinh ngạc vào lòng. Sau đó anh đến trước mặt Quang Mu và hỏi anh ta tại sao lại đập phá quán. Lúc này Myung Jiu xuất hiện từ phía sau. Ông còn dẫn vệ sĩ cận thân của mình đến. Tên vệ sĩ vừa lộ mặt đã trông không có vẻ gì là vui vẻ. Jeon U không nói hai lời ra đòn trước. Sau đó anh tung hai cú đấm dồn đối phương ra cửa. Thế nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tên vệ sĩ có thể chất và sức mạnh hơn người. Hắn tung một cú đấm mạnh khiến Jeon U bay ra xa. Nhìn Jeon U vật vã dưới sàn, hắn có chút khinh địch. Đột nhiên một nắm đấm vung thẳng vào mặt hắn. Tên vệ sĩ lập tức nghiến răng bay đến. Hắn thẹn quá hóa giận và giáng cho anh một cú dội đầu trời giáng. Anh bị đánh đến nỗi mặt đầy vết thương ngã xuống sàn. Myung Jiu lúc này mới hài lòng. Hắn muốn kết nạp Jeon U về làm thuộc hạ dưới trướng mình, nhưng nhận lại là một ngụm máu tươi. Myung Jiu hung hăng rút con dao bên dưới ra, sau đó để lại một dấu ấn sâu đậm trên khuôn mặt đối phương. Jeon U vẫn có thể sống tiếp đã là quá may mắn rồi. Gia đình bần cùng này bây giờ không thể có được một số tiền lớn để anh làm chỉnh hình. Vết thương trên mặt anh phải khâu tận hơn 30 mũi, e rằng sau này sẽ để lại vết sẹo vĩnh viễn trên mặt anh. Thế nhưng Jeon U vẫn rất dịu dàng ôm mẹ vào lòng để an ủi bà. U Jin sau khi nghe chuyện này cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Anh hỏi tại sao không báo công an. Jeon U nói nếu báo công an thì đối phương sẽ trả thù nặng hơn. Anh không tiền không quyền, căn bản không có khả năng chống chọi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Jeon U từ đầu đến cuối không biết tại sao lại có người đến nhà đòi nợ. U Jin lấy hợp đồng ra và chỉ lên dòng chữ bên trên. Sau đó anh giải thích cho Jeon U nội tình bên trong. Anh nắm rõ chuyện này như lòng bàn tay. Là vì ban đầu anh cũng là tay chân của một công ty cho vay nặng lãi. Jeon U bây giờ đang rất cần tiền, nên anh muốn tìm phương án tạm thời để chặt đầu cá vá đầu tôm. Sau khi được sự đồng ý của Jeon U, U Jin dẫn anh đến ông chủ trước đây. Ông chủ vừa nhìn thấy U Jin đã cho anh ba cái bạt tai. Vì từ sau khi U Jin thôi việc để làm tay đấm quyền anh, thì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của anh ta. U Jin định mượn ông chủ 1 tỷ cho Jeon U để dùng trong lúc nguy kịch. Ông chủ độ lượng đẩy một số tiền lớn đến trước mặt anh và nói muốn lấy thì được thôi. Nhưng có một điều kiện, đó là U Jin phải trở thành tay chân thu nợ của anh ta lần nữa. Jeon U không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của U Jin, nên đã từ chối lời đề nghị của ông chủ. Ông chủ muốn châm lửa, kết quả bị ánh mắt của U Jin làm cho thụt lùi. Trước khi đi anh còn không quên trả lại cho anh ta một cái bạt tai. Hai người sau khi rời khỏi công ty thì quyết định tìm cách khác. Tình cờ họ nghe thấy giao của môi giới. Có một ông chủ rất giàu có đang tìm bảo vệ cho cháu gái của mình. Jeon U và U Jin lập tức đi ứng tuyển. Trung tâm môi giới giới thiệu đó là một hội trưởng rất có tiếng tăm, thế lực vô cùng hùng hậu, có thể huy động cả Đại Hàn. Người bản lĩnh như vậy chỉ có một hội trưởng duy nhất ở đất nước Hàn Quốc này. Và lại ông còn rất khó gặp mặt. Người duy nhất mà ông tín nhiệm chính là hội trưởng Choi. Ông chủ lớn đang tìm bảo vệ đó cũng chính là hội trưởng Choi. Mặc dù nói Hai On Ju không phải cháu ruột của ông, nhưng từ sau khi được nuôi dưỡng, ông vẫn chăm sóc cô như cháu gái của mình. Quan hệ của hai người cũng vô cùng sâu đậm. Hai On Ju sau một thời gian thám thính thì phát hiện tên vô gia cư lừa tiền đó đang đi tìm một thân phận vô gia cư thật sự, sau đó lại đến gặp hội trưởng Choi để lừa tiền. Không chỉ thế, hắn còn có một mối quan hệ mật thiết với Wang Mu. Số tiền mỗi lần hắn lừa được đều đưa hết cho Wang Mu. Xem ra tên lừa đảo này cũng là thành viên của hội Myung Jiu. Hai On Ju định tiếp tục điều tra, nhưng hội trưởng Choi lại cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm. Bất luận thế nào cũng phải tìm vệ sĩ để bảo vệ an nguy cho cô. Chuyển cảnh, Jeon U ngồi trước mặt hội trưởng Choi. Sau khi hỏi thăm vài câu, ông phát hiện mình và Jeon U có khá nhiều điểm tương đồng, nên ông không khỏi nảy sinh hảo cảm với anh và đồng ý nhận anh làm vệ sĩ. Không những vậy, khi biết Jeon U cần tiền, ông liền ứng trước tiền lương 2 năm cho anh, cũng chính là 1 tỷ won. Jeon U vô cùng cảm kích và thề rằng sẽ bảo vệ Hai On Ju thật tốt. Sau khi tiễn hội trưởng Choi đi, anh liền kích động rơi nước mắt. Thiên lý mà thì có nhiều, nhưng ba nhạc thì không thường xuất hiện. Hành động lương thiện của hội trưởng Choi đã thay đổi cả cuộc đời của Jeon U. Sau khi về nhà, anh kể tin này cho người nhà và bạn thân nghe. U Jin sau khi nghe xong liền cảm thấy hội trưởng Choi quả là một ông chủ tốt bụng. Anh cũng muốn thử một lần. Vì vậy hôm sau anh và U Jin đã cùng nhau đến gặp hội trưởng Choi. U Jin tự đề bạt mình với hội trưởng Choi. Sau khi ông biết U Jin và Jeon U đều là binh dịch như nhau, cả hai đều là tuyển thủ quyền anh ưu tú, ông liền đồng ý với lời đề nghị của U Jin. Có thêm một vệ sĩ để bảo vệ Hai On Ju vậy thì cô sẽ càng an toàn. U Jin và Jeon U cúi đầu cảm ơn. Họ đến căn cứ bí mật để gặp Hai On Ju. Hai On Ju lúc này mới biết Jeon U và Myung Jiu có mối quan hệ ân oán, nên liền thừa nhận thân phận vệ sĩ của cả hai. Hai On Ju lúc này cũng đang điều tra về chuyện thuộc hạ của Myung Jiu lừa tiền. Ban đầu, tên lừa đảo đó đã mượn cớ cần tiền cho mẹ làm phẫu thuật để lừa 300 triệu won của hội trưởng Choi. Sau đó hắn bật vô âm tính. Hai On Ju vẫn luôn truy tìm tin tức của đối phương. Tình cờ cô thấy hắn ta quỳ gối làm ăn xin ở trạm xe. Ban đầu cô còn tưởng cuộc sống của hắn khó khăn thật, nhưng sau khi quan sát một thời gian, cô phát hiện hắn và mấy tên côn đồ thường xuyên qua lại vào ban đêm.
thân phận thật của tên vô gia cư đó là lưu manh chuyên đi cướp bóc. Sau đó hắn dùng thân phận giả và làm một pháp nhân giả để đi vay nợ, sau đó đi lừa những chủ doanh nghiệp cho vay lãi cao. Cách hành động của hắn phải nói là khá chuyên nghiệp, kỹ năng của hắn quả thật là rất khó để thực hiện được. Hyeon Ju nằm vùng để chụp lén. Đây chỉ mới là một chút manh mối cô tìm ra. Hyeon Ju chắc chắn còn có người thúc đẩy ở đằng sau. Trước tiên phải làm rõ xem một đêm hắn có thể lén lấy được bao nhiêu chứng minh thư. Cô dặn dò hai vệ sĩ, hành động lần này phải âm thầm đi theo. Đừng để lộ thân phận quá dễ dàng. Để tránh đánh rắn động cỏ, Ujin và Jeon U đã ngụy trang để che đậy thân phận của bản thân. Rồi họ nấp ở một góc quan sát từng hành động của tên lừa đảo. Thấy đối phương dùng bạo lực đánh một người vô gia cư đáng thương, Jeon U chính nghĩa không thể ngồi yên nhìn liền chạy ra cản lại. Họ lao vào đánh nhau. Jeon U trừng trị đám côn đồ đó. Tên lừa đảo khi nhìn thấy chiếc nón của Jeon U liền nhận ra thân phận của anh. Hắn ta lấy dao ra liên tục khiêu khích Jeon U và bị Ujin đạp một phát bay ra xa. Jamie Jong thoái lui bỏ trốn. Ujin và Jeon U chọn cách cứu người trước. Yêu cầu của Hyeon Ju là bảo họ quan sát âm thầm, đừng ra tay để lộ thân phận. Kết quả tin tức cô nhận được là tên lừa đảo đã cao chạy xa bay. Hyeon Ju tức muốn phát điên. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà đã thất bại thế này. Cứ như vậy thì họ không thể tiếp tục hợp tác tiếp được. Nói rồi cô đòi đuổi họ đi. Jeon U thấy mối quan hệ của họ đã trên bờ vực sụp đổ. Nhưng trước khi đi anh cần phải nói rõ mọi chuyện. Đột nhiên Jeon U tháo miếng băng xuống để lộ vết sẹo đáng sợ trên mặt. Anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn một người sắp chết trước mặt mình. Nếu thật sự phải làm vậy thì anh chẳng khác bọn người xấu là bao. Lời nói chân tình từ trái tim của Jeon U cuối cùng cũng khiến Hyeon Ju chủ động xin lỗi. Cô bảo hai người quay về như trước. Ngữ khí của Hyeon Ju thậm chí còn kích động hơn. Nhưng sự lo lắng của cô không phải là vô lý. Quả không sai, hôm sau Jamie Jong đã dẫn Wang Mu đến căn cứ bí mật của Hyeon Ju. Hyeon Ju thông qua camera quan sát phát hiện hướng hành động của đối phương. Vì vậy cô lập tức kéo toàn bộ rèm và tắt đèn trong phòng. Tên Wang Mu bên ngoài cũng phát hiện được động tĩnh bên trong. Đầu tiên phải nói đến lỗ hổng kỳ lạ trên cửa kéo. Một nơi kiên cố như thế này không thể dùng hàng bình thường được, trừ khi dùng thiết bị cỡ lớn, nếu không thì không thể phá vỡ được. Quả thật là căn cứ bí mật của Hyeon Ju ở đằng sau. Họ vừa rời khỏi hiện trường, Hyeon Ju DCUNG không dám giấu giếm. Việc đầu tiên họ làm chính là kể chuyện này cho hội trưởng Choi biết. Jeon U cúi người xin lỗi và liên tục nói mình đã phạm phải một lỗi lớn, nên mới để lộ vị trí của căn cứ. Hội trưởng Choi liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jeon U kể hết những chuyện đã xảy ra. Anh không biết tên của đại ca của đối phương, chỉ nhớ là trên mặt có một vết sẹo do dao chẻm rất dài giống y đúc của mình. Nghe đến đây, hội trưởng Choi liền bắt đầu kích động. Ông vội bảo thuộc hạ đi xác nhận thân phận của người có vết sẹo dài trên mặt. Quả không sai, đó chính là Myung Jiu. Hóa ra hội trưởng Choi và Myung Jiu có quen nhau. Ban đầu hội trưởng Choi cũng quản lý một công ty cho vay nặng lãi, còn Myung Jiu chẳng qua chỉ là một trong các đàn em mà ông không coi trọng. Sau đó hội trưởng Choi rửa tay gác kiếm và quyết định giải tán công ty cho vay. Nhưng Myung Jiu vẫn còn rất nhiều khoản chưa lấy lại được. Nếu bây giờ giải tán công ty thì ông sẽ mất rất nhiều lợi nhuận. Vì vậy trong một đêm mưa gió, Myung Jiu phối hợp với mấy người cùng chí hướng, quyết định mở két sắt của công ty và đem số tiền đó cao chạy xa bay. Hội trưởng Choi sau khi biết tin liền vội quay về công ty và đối đầu với một tên cao to. Dù có làm cách nào hắn cũng không thể thoát khỏi tay ông. Trong lúc hội trưởng Choi đang tra hỏi người đứng đằng sau hắn là ai, thì đột nhiên con dao của Myung Jiu đã đâm vào người ông từ đằng sau. Rõ ràng Myung Jiu đã chuẩn bị để ra tay. Trong lúc nguy kịch đến tính mạng, hội trưởng Choi nổi đóa và bộc phát năng lực xuất chúng. Ông giành lại con dao của đối phương và rạch một vết lên mặt Myung Jiu. Vào thời điểm then chốt, tên to con đó lao ra đã đánh hội trưởng Choi trọng thương. Ông hoàn toàn không phải là đối thủ của họ và bị tên to con đó ném ra khỏi cửa sổ. Mặc dù hội trưởng Choi vẫn còn giữ được mạng, nhưng ông đã vĩnh viễn mất đi đôi chân. Myung Jiu tưởng hội trưởng Choi đã mất mạng nên đã đốt công ty để tiêu hủy bằng chứng. Hội trưởng Choi nhớ lại chuyện cũ, năm đó ông đã không thể xử lý Myung Jiu. Bây giờ hai chân của ông đã bị phế lại, không thể bảo vệ an toàn cho cháu gái. Ông mong Hyeon Ju đừng liên quan đến kẻ thù nữa và hãy tìm chỗ để chuyển toàn bộ tiền bạc trong căn cứ bí mật đi. Bên này Myung Jiu đang dẫn tên côn đồ của hắn đến container chứa hàng. Bên trong chính là vàng ròng mà ông ta đã bí mật giữ kín bấy lâu. Đây đều là tiền mà ông liều mạng có được. Một khi xảy ra chuyện thì ông sẽ dẫn hắn đến Việt Nam và sống cuộc sống như vua chúa ở đó và không có lo lắng gì về sau. Myung Jiu phát động thế tiến công mạnh mẽ trên thương trường. Trước mắt là để đem bệnh dịch mới về và khiến cho nhiều người không thể đến Macau. Điều mà các con nghiện bài bạc đó muốn chỉ có một, đó chính là có thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Cho nên ông ta mới xây dựng sòng bài trong khách sạn. Nếu chỉ kiếm tiền như thế thì Myung Jiu quá đơn giản rồi. Ông ta không những muốn kiếm tiền mà còn muốn lén chụp lại bằng chứng đánh bài. Đợi sau khi kiếm được bộn tiền rồi, ông ta sẽ đưa bằng chứng đó cho cảnh sát và gây thiệt hại nghiêm trọng cho việc làm ăn của Hong Min Béo. Cuối cùng thì từ từ hưởng thụ tiếng thơm. Mãi cho đến đêm mà Hyeon Ju vẫn không nghe lời dặn của hội trưởng Choi. Trái lại cô còn dẫn hai vệ sĩ đi tìm bằng chứng của tên lừa đảo. Khi Ujin và Jeon U đến đường hầm tối tăm thì họ đã bao vây khắp nơi. Ujin và Jeon U thủ sẵn thế định đánh một trận cá chớp lưới rách.
Sau khi Wang Mu ra lệnh, đám côn đồ cầm cây gậy liền xông lên. Wang Mu nhận ra thân phận của Jeon U, liền cho người thủ ở quán cà phê chuẩn bị ra tay với mẹ anh. Mục tiêu là để khống chế Jeon U. Sau khi vật lộn mấy hồi liên tiếp, đám côn đồ đó vẫn như thủy triều. Hai vị tuyển thủ quyền anh liên tục chuyển động chân tay. Họ lần tránh nguy hiểm đồng thời tung những nắm đấm sắt thép không bỏ qua cho bất cứ ai và dùng mọi cơ hội để đả thương kẻ thù. U Jin một ngựa xông lên, nào ngờ bị rơi vào tầm ngắm của kẻ địch. Anh cũng không hề sợ hãi. Jeon U bên này thông minh hơn một chút. Anh dựa lưng vào cột đá phía sau và tập trung giải quyết phiền phức trước mặt. Sau khi chiến đấu một thời gian dài, hai người đã bắt đầu thấm mệt. Jeon U không cẩn thận bị người khác tóm lấy. Thấy đồng đội bị bao vây, U Jin vội vã xông lên và cứu Jeon U ra ngoài. Nhưng vì thế mà anh bị rơi vào vòng vây kẻ địch và bị hất ngã ra sàn. Dưới tình thế hiện tại, hai bên đều đã thấm mệt. Sự xuất hiện của Hai On Ju đã nắm quyền quyết định thắng lợi cuối cùng. Tay phải cô cầm cây côn, tay trái cầm súng kích điện. Đám côn đồ bị tấn công lập tức ngả ngựa. Dưới sự hợp lực của ba người, họ đã thành công thoát khỏi con đường máu. Cũng vào lúc này, mẹ của Jeon U đang ngủ say đột nhiên bị người lạ xông vào nhà cưỡng ép. Jamie Jong nhấc mẹ của Jeon U lên định dẫn bà đi. May thay, hội trưởng Choi đã sớm nhận ra và chuẩn bị lực lượng thủ sẵn. Họ đã thủ sẵn trong âm thầm để bảo vệ an toàn cho mẹ Jeon U. Đây là một cao thủ dùng dao. Anh ta tên là Im Jang Do. Chỉ cần vài ba cái vung tay, anh đã giải quyết triệt để đám lâu la. Anh không cần mạng của tên lừa đảo mà chỉ muốn ngán đường hắn. Jeon U sau khi hay tin liền lập tức đến nhà hội trưởng Choi. Thấy mẹ vẫn bình an vô sự, lúc này anh mới có thể an tâm thở phào. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cuối cùng họ cũng nhận ra sự tàn nhẫn của kẻ địch. Hội trưởng Choi khuyên họ hãy biết dừng lại đúng lúc. Chuyện này từ nay về sau cứ để ông lo liệu. Sau khi điều tra, ông phát hiện sản nghiệp của Myung Jiu hiện càng lúc càng phát đạt. Không những thành công trong việc cho vay mà còn qua lại với tài phiệt, thậm chí còn có qua lại với xã hội đen. Còn về số tiền ở căn cứ bí mật, hội trưởng Choi quyết định để nhóm Hai On Ju chuyển ra ngoài, cũng xem như là làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Cũng vào lúc này, Myung Jiu cũng biết được thân phận của người dùng dao từ Jamie Jong. Sau khi tìm hiểu cội nguồn thì kẻ đứng sau chính là hội trưởng Choi. Vì Im Jang Do chính là người tài dưới trướng hội trưởng Choi, như lời đồn thì anh ta có thể đâm 100 nhát trong vòng 1 phút. Myung Jiu không những không sợ hãi mà còn cười nham hiểm. Ông biết khối tài sản trong tay hội trưởng Choi chỉ ít gì cũng cả ngàn tỷ. Nếu có thể có được nó thì ông đúng là hổ mọc thêm cánh. Để tránh bị người của Myung Jiu phát hiện ra, họ đã chọn cách chuyển tiền vào lúc sáng sớm. Những đống sách báo dày cộm đặt ở bên trong xe đều không phải để che mắt người khác, mà chúng toàn là để giấu tiền. Những việc cần thể lực giao hết cho Jeon U và U Jin. Hai On Ju đảm nhiệm việc quan sát. Đột nhiên một người bí ẩn xuất hiện trong camera. Hai On Ju định đi mật báo, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị thuộc hạ của Myung Jiu đuổi theo. Cô định dùng súng phản công, quả nhiên là bị đối phương phát hiện. Sau đó tiếng súng gây mê vang lên, Hai On Ju cũng mất dần ý thức. Cũng vào lúc này, Jeon U và U Jin bị tên to con đó chặn đường. Hai người chuẩn bị tư thế mỗi người một bên lao vào tấn công. Điều không thể ngờ tới chính là khả năng tấn công của hắn quả là quá sức tưởng tượng. Cuộc chiến máu lửa này đã khiến hai người nhanh chóng kiệt sức. Họ phát hiện cứ tấn công trực diện thế này không phải cách hay nên liền thay đổi kế hoạch. Họ liên tục tấn công bao vây hắn nhờ thân thể linh hoạt. Tên to con dù thất thế vẫn không lùi bước. Hắn cầm cái sẻng lên đánh vào đầu Jeon U. U Jin thấy bạn gặp nạn liền lập tức phát tiết nhưng bị tên côn đồ đánh cho bay ra ngoài. Sau đó lại là đòn tấn công liên tiếp. Tên côn đồ hư bao cát bị đánh đến nỗi không còn khả năng đánh trả. Cuối cùng một cú đấm quyền anh mạnh như trời giáng khiến hắn bất tỉnh nhân sự. U Jin lo lắng đánh nhau náo loạn như vậy sẽ mất mạng liền ngăn Jeon U dừng tay. Bên này Hai On Ju đã tỉnh lại. Cô cố gắng cởi trói và nhặt ống sắt dưới đất lên, sau đó đánh kẻ địch hôn mê. Ba người thành công hợp lực trói tên vạm vỡ đó thật chắc lại. Sau đó bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Trừ tiền đã đóng thùng ra thì bên trong còn có rất nhiều vàng thỏi. Lúc này tên côn đồ bị đánh ngất xỉu đã tỉnh giấc. Hắn liên lạc với Myung Jiu và cầu thêm cứu viện. Hai On Ju và U Ju xuất phát dẫn đầu. Jeon U chịu trách nhiệm cánh sau. Ba người vừa xuất phát thì tay chân của Myung Jiu đã đến hiện trường. Chúng định tấn công họ trong con đường hẹp. Hai bên một trước một sau diễn một bộ phim tốc độ kịch tính. Sau đó một chiếc xe bán tải lao đến cản đường họ. Hai On Ju tăng tốc mã lực lật ngược tình thế. Nhưng chiếc xe cũng vì thế mà tắt ga đột ngột. Họ ôm tiền chạy về phía Jeon U. Jeon U thấy tình thế cấp bách liền dọn dẹp vị trí cạnh ghế lái để chừa không gian cho họ. Đám côn đồ phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo tiền. Sợ bị đuổi kịp, U Jin và Hai On Ju chỉ có thể để lại đồ. Lúc này mạng sống mới là quan trọng nhất. Cuối cùng họ để mấy túi tiền lại rồi chạy trốn. Mặc dù có thất thoát nhưng vẫn có thể trong phạm vi cho phép. Hội trưởng Choi không phải dạng người quá xem trọng tiền. Ông quan tâm hỏi họ có bị thương không. Biểu hiện của Jeon U trong hành động lần này rất xuất sắc. Hội trưởng Choi lập tức miễn cho họ 1 tỷ won và đề nghị anh đem tiền mở một tiệm cà phê mới và bắt đầu cuộc sống bình dị với mẹ mình. Jeon U từ chối ý tốt của hội trưởng Choi. Anh muốn cùng ông trừng trị tên Myung Jiu ác độc đó. Hội trưởng Choi vô cùng cảm kích. U Jeon và Jeon U cuối cùng cũng thân thiết như người nhà của hội trưởng Choi. Mọi người bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo.
Tình huống bây giờ đã không còn là trận đấu quyền anh đơn giản nữa, mà phải dùng dao súng thật sự. Eugene và Jeon U vẫn còn quá trẻ nên chưa trải sự đời. Giang Dao quyết định sẽ đích thân chỉ dạy họ, để họ học cách dùng dao tác chiến. Mục đích của việc làm vậy cũng không hẳn là để tìm chỗ chớt cho người đó, mà gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. So với đấu tay không thì có vũ khí trong tay vẫn dễ bảo vệ an toàn của bản thân hơn. Huấn luyện kết thúc, bắt đầu hành động. Kế hoạch của bọn họ chính là trừ khử đám tay chân của Kim Myung-jil. Đối tượng đầu tiên chính là Moon Gwang-mu. Kim Hyeon-ju lái xe mô tô, dưới hầm để xe, nhát dao đưa qua cắt cổ đối phương. Im Jang-do sau khi biết được tình hình, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Anh mang theo Hong Hu-jin và Kim Jeon-u đi tới bệnh viện Kang In-bom đang chữa bệnh. Tuy không đi tìm thấy Kang In-bom, lại vô tình phát hiện ngày hôm đó Kim Jun-min tập kích Kim Hyeon-ju. Bọn họ thay đổi mục tiêu, bắt sống hắn ta trong bệnh viện. Tên Kim Jun-min này đi theo Kim Myung-jil nhiều năm, biết được rất nhiều bằng chứng phạm tội của ông ta. Chỉ cần lại miệng của hắn ta ra là có thể biết được tất cả những hành vi phạm tội của Kim Myung-jil. Kim Jun-min miệng kín như bưng, bọn họ không thể không sử dụng cực hình. Đầu tiên dùng máy mài để cạo sạch lớp da ở trên đùi, sau đó xối nước muối lên. Kim Jun-min liều mạng dãy dụa nhưng vẫn chất cũng không há miệng ra. Tiếp theo bọn họ lại tiến hành hành hạ trên một cái đùi khác, khiến cho cô gái nhỏ Kim Hyeon-ju chưa từng nhìn thấy mặt tối của thế giới, chạy sang một bên ói mửa. Tất cả mọi người đều đóng vai là người tốt, vậy thì phải có người đóng vai là người xấu. Hội trưởng Choi định dùng lý lẽ, tình cảm để thuyết phục, dùng tình cảm để hắn ta mở miệng. Ngoài ra ông ta còn cảnh cáo đối phương, nếu như bây giờ chụp một tấm hình gửi cho Kim Myung-jil, cảnh cáo đối phương, anh đã khai tất cả. Thử nghĩ mà xem, Kim Myung-jil còn để cho anh sống sót không? Sau khi ép Kim Jun-min vào đường cùng, hội trưởng Choi lại thay đổi, cho hắn ta một hy vọng sống sót. Kim Jun-min bị thuyết phục, nói bản thân cũng đã bám theo Kim Myung-jil hơn 5 năm, luôn làm những công việc dọn dẹp cho ông ta. Nói khó nghe chính là chùi đít cho Kim Myung-jil, tránh cho hành vi phạm pháp của ông ta bị cảnh sát phát hiện. Khoảng thời gian này Kim Myung-jil bắt được thái tử tài phiệt Hong Min-beom, chụp hình khỏa thân dùng để uy hiếp. Bởi vì khu vực Gangnam định xây dựng một khách sạn cao cấp, bởi vì đại dịch mà công ty xây dựng này phá sản, hạng mục bị buộc phải dừng lại. Hong Min-beom định nhân cơ hội xen vào, thu mua khách sạn này, nhưng hạng mục còn thiếu 1 tỷ. Thị trưởng tự thân xuất hiện, tiến cử Kim Myung-jil tham gia hạng mục này. Kế hoạch của Kim Myung-jil chính là mở sòng bạc trong khách sạn. Thị trưởng đồng ý với ông ta, sau khi thành công, có thể phê chuẩn giấy phép cho sòng bài. Trong việc này, Kim Jun-min tổng cộng nắm giữ video trái phép của hơn 50 người. Đây chính là cán dao mà Kim Myung-jil dùng để uy hiếp đối phương. Thậm chí những tư liệu này được đặt trong két bảo hiểm của Kim Myung-jil trong phòng ngủ. Nhưng két sắt này vô cùng cao cấp, ngoài Kim Myung-jil ra không ai có thể mở được. Mỗi khi xảy ra vấn đề, Kim Myung-jil có thể dùng điện thoại để điều khiển từ xa, thậm chí trực tiếp khởi động trình tự tự hủy. Trong tay Kim Myung-jil còn có một tổ chức xã hội đen đội lốt công ty phục vụ, chuyên môn phụ trách xử lý thi thể cho ông ta. Có thể nói tình hình luôn nằm trong khống chế của ông ta. Ý đồ của Kim Myung-jil đã bị bại lộ. Những tên tay chân đắc lực của ông ta đều lần lượt xảy ra chuyện. Mọi người đều cảm thấy buông lỏng hơn, nâng ly chúc mừng thắng lợi trong khoảng thời gian này. Có người vui mừng thì có người buồn. Kim Myung-jil không cam lòng ngồi chờ chết. Ông ta sử dụng bằng chứng để uy hiếp cảnh sát trưởng, tìm được hung thủ lái xe mô tô giết chết Moon Gwang-mu, dựa vào camera giám sát ở trên đường phố. Cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy công xưởng hội trưởng Choi thẩm vấn Kim Jun-min. Nơi này sớm đã không có người, nhưng vẫn từ tư liệu để lại, tìm ra được chứng minh thân phận thuộc hạ của hội trưởng Choi, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nơi ở của đối phương. Cả một đoàn người lấy danh nghĩa là sửa ống nước, âm âm mở cửa nhà đối phương. Ngay lúc mở cửa, thuộc hạ ngăn vợ lại. Anh ta nhìn bên ra bên ngoài phát hiện tình hình không đúng. Anh ta nghi ngờ đó là mai phục của Kim Myung-jil. Sau đó cậu đẩy tủ lạnh xuống chặn cửa lại. Thấy không thể nào vào cửa chính diện, đám sát thủ bắt đầu phá cửa sổ đi vào. Tên sát thủ đầu tiên lộ đầu vào, bị một con dao bay tới hạ gục. Sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba. Nhưng quân địch quá đông, anh ta bị ép phải vật lộn tay đôi. Nhưng một khó địch được 10, dần dần rơi xuống dưới hạ phong. Cây gậy đánh bóng chảy vô tình đập lên trên đầu, vang lên giòn giã giống như chuông báo tang. Thuộc hạ của hội trưởng Choi không chống đỡ được nữa, chậm chậm gục ngã. Kim Myung-jil đi tới phía trước, nói anh ta mau khai ra vị trí của Im Jang-do, sẽ buông tha cho vợ của anh ta. Sau khi do dự trong vài giây, anh ta vẫn quyết định bán đứng đồng đội. Chuyển cảnh, Kim Myung-jil xuất hiện ở trong nhà bếp Im Jang-do. Im Jang-do lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Kim Myung-jil cũng không che giấu, nói rằng người phụ nữ kia cũng bị ông ta tự tay giết chết. Kim Myung-jil biết bản thân đánh chính diện không phải là đối thủ của Im Jang-do, thế là sử dụng chơi trò âm hiểm, giấu lưỡi dao ở trên mũi giày. Im Jang-do nhất thời lơ là, chân bị thương chảy đầy máu tươi. Nếu như cứ bị động phòng thủ, hay là sẽ bị Kim Myung-jil giết chết. Thế là anh chủ động tấn công, giành một đường sống. Im Jang-do dùng cách đánh liều mạng, thành công tấn công Kim Myung-jil. Nhưng cảnh tượng máu tươi phun ra không hề xảy ra. Kim Myung-jil đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà tới.
Không chỉ mũi giày có dao, trên người còn mặc áo giáp. Có thể nói những loại dao bình thường không thể nào làm ông ta bị thương. Anh lấy ra con dao lớn bản thân đã cất giấu ra, ép Kim Myung-jil vào góc chết. Lúc này con dao đã phá vỡ hàng phòng ngự. Im Jang-do bắt đầu tấn công, ép Kim Myung-jil xuống dưới. Đáng tiếc lại bị Kim Myung-jil một chân hất ra. Lúc này Im Jang-do đã mất đi tất cả ưu thế. Cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của Kim Myung-jil. Sau khi giải quyết được cánh tay đắc lực của hội trưởng Choi, Kim Myung-jil mang theo người đi về phía căn cứ. Lúc này, bên trong căn cứ chỉ có hội trưởng Choi và Hong Woo-jin. Thông qua camera giám sát, họ phát hiện ra tung tích của sát thủ. Thấy đối phương sắp phá được cửa lớn, Hong Woo-jin để hội trưởng Choi đi lấy súng, bản thân thì ở lại để bọc hậu. Đối mặt với quân địch đông đúc, Hong Woo-jin liên tục lùi về phía sau. Anh như một con chó săn phát cuồng, liên tục vung gậy đánh bóng. Hành vi này đúng là có thể khiến cho không ít sát thủ sợ hãi. Những đối phương có cao thủ rất nhanh đã đánh cho anh không thể chạy trốn. Phía dưới mặt thất, hội trưởng Choi đã lắp xong đạn, chuẩn bị đi lên trên để cứu viện Hong Woo-jin. Đột nhiên, một đám sát thủ ào ào kéo xuống. Hội trưởng Choi giơ súng bắn, khiến cho đám sát thủ không dám hành động tùy tiện. Trên lầu, Hong Woo-jin thể lực không đủ bị tên sát thủ khóa chặt. Hắn ta rút dao ra, không ngừng đâm lên người Hong Woo-jin, cho tới khi anh không còn dãy giụa. Hội trưởng Choi liên tục gào thét, gọi tên Hong Woo-jin lại không nghe thấy tiếng trả lời. Kang In-beom dùng một tên sát thủ làm bia đỡ đạn, một phát cướp lấy khẩu súng, đánh hai đấm, khiến cho hội trưởng Choi kêu lên thảm thiết. Kim Myung-jil đi tới trước mặt hội trưởng Choi, bịt chặt miệng ông ta, ra một đòn chí mạng, sau đó đốt cháy biệt thự, mang hết tất cả tiền bạc trong cái bảo hiểm nghênh ngang rời đi. Đợi sau khi Kim Jeon-woo và Kim Hyeon-ju trở về, phát hiện tình hình không ổn. Kim Jeon-woo cứu được Hong Woo-jin toàn thân là máu tươi. Kim Hyeon-ju mạo hiểm, lao vào ngọn lửa lớn cứu hội trưởng Choi. Những đối phương đã không thể cứu được nữa. Kim Jeon-woo kiềm chế đau đớn, chỉ đành cứu Kim Jeon-woo ra khỏi biển lửa trước. Trên bàn phẫu thuật, bác sĩ đã cấp cứu cho Hong Woo-jin. Bởi vì mất máu quá nhiều nên cần phải truyền một lượng máu lớn. May mắn nhóm máu của Kim Jeon-woo tương xứng. Anh bị rút đi 320ml máu. Tá cân nhắc tới vấn đề sức khỏe của Kim Jeon-woo, không muốn lấy máu nữa. Nhưng anh ta lại kéo tay của y tá, khẩn cầu cô ta cứ rút thêm đi. Sau khi được cấp cứu, Hong Woo-jin cũng nhặt lại được một mạng. Nhưng anh vẫn cần phải nằm viện để tiếp tục quan sát. Kim Jeon-woo nói cảm ơn, muốn thông báo tin tức tốt này cho Kim Hyeon-ju, nhưng không tìm thấy bóng dáng của đối phương đâu. Cô đã bỏ lại Kim Jeon-woo, im lặng rời khỏi bệnh viện, một mình đi ra nước ngoài, hoàn thành ước định đi du lịch với hội trưởng Choi. Cảnh vừa chuyển, Hong Woo-jin đã xuất viện. Anh và Kim Jeon-woo đi nhờ cậy tài xế của hội trưởng Choi. Hai người vẫn không quên được thù hận, khắc khổ tập luyện suốt ngày suốt đêm. Mục đích là sẽ có một ngày khiến cho Kim Myung-jil nợ máu phải chạy bằng máu. Tài xế chứng kiến tất cả, tuy rất cảm khái nhưng vẫn khuyên hai người nên thử từ bỏ thù hận, đừng lấy tính mạng ra làm trò đùa. Trải qua luyện tập, cơ thể hai người càng ngày càng mạnh mẽ, có niềm tin có thể đánh nhau chính diện với Kim Myung-jil một trận. Có điều chỉ dựa vào sức lực của hai người thì không đủ. Kim Jeon-woo chuẩn bị triệu tập những người đã từng bị Kim Myung-jil hãm hại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tuyên chiến với Kim Myung-jil. Thấy hai người đã quyết tâm, ta sẽ lấy ra một vali tiền, dùng cách này để giúp đỡ. Hong Woo-jin và Kim Jeon-woo mang theo tiền trở lại thành phố đã từng khiến cho bọn họ rất đau lòng. Hai người quyết định tìm tới Kim Jun-min đã từng bị thẩm vấn kia, từ đó tìm hiểu được thông tin tình báo của Kim Myung-jil. Sau khi biết được bởi vì vấn đề khách sạn, Kim Myung-jil và tài phiệt đã tranh luận với nhau. Bọn họ cho rằng đây chính là một cơ hội. Hong Min béo tại Việt đã bị Kim Myung-jil quay video chắc chắn sẽ hận chết ông ta. Nếu có thể thuyết phục được anh ta, vậy chắc chắn sẽ có được một lực lượng rất lớn. Trên thực tế, từ sau khi bị Kim Myung-jil dạy dỗ một trận, Hong Min béo vẫn luôn không thể ngẩng đầu lên được. Kim Myung-jil dùng video để uy hiếp, khiến cho đối phương thay đổi hợp đồng cho tới khi ông ta hài lòng. Nếu không sẽ tung video lên trên mạng, khiến cho Hong Min béo thân bại danh liệt. Đối phương không thể không chấp nhận, trốn trong xe hơi khóc lóc một mình. Đột nhiên màn ảnh thông báo phần mềm, không sai, đây chính là hành động của Hong Woo-jin và Kim Jeon-woo. Bọn họ vì muốn liên hệ với Hong Min-beom, chỉ có thể sử dụng mạng xã hội, tìm thấy phương thức liên hệ của đối phương, sau đó kiến nghị cùng nhau lật đổ Kim Myung-jil. Mọi người dưới tác dụng của rượu cùng nhau nói ra tiếng lòng. Hong Min-beom đã bị ông ta chèn ép rất lâu, cuối cùng cũng bộc phát hết nỗi khổ sở. Sau đó bọn họ cùng nhau quyết định hợp tác, cùng nhau lên kế hoạch đối phó với Kim Myung-jil. Bọn họ còn mời một nửa hacker tới. Nữ hacker đưa ra kế hoạch, đó chính là hack điện thoại của Kim Myung-jil, khởi động trình tự tự hủy trong các bảo hiểm. Như vậy thì tất cả mọi bằng chứng đều bị tiêu hủy. Nhưng muốn hack vào điện thoại, cần phải kết nối tới thiết bị vô tuyến chuyên dụng. Có điều làm sao lấy được điện thoại của Kim Myung-jil? Đây chính là một phiền phức lớn. Cảnh vừa chuyển tới buổi đàm phán liên quan tới khách sạn. Hong Min-beom nói mọi người ra ngoài, nói bản thân có vài lời muốn nói riêng với Kim Myung-jil. Thấy mọi người đã rời đi, Hong Min-beom lấy hết dũng khí, nói trước khi đóng dấu thì ông hãy xóa hết mọi video đi. Kim Myung-jil vốn muốn dây dưa đối phương,
Không ngờ Hong Min béo lại nhắc tới có người gì đang làm việc trong cục thuế của quốc gia. Kim Myung Jil lo sợ đối phương thực sự sẽ kiểm tra sổ sách. Sau đó lấy điện thoại ra đưa cho đối phương, để cho anh ta tự tay xóa video đi. Như vậy Hong Min béo cuối cùng cũng thành công kết nối được với thiết bị vô tuyến chuyên dụng. Dưới sự giúp đỡ của hacker, tất cả mọi tư liệu để uy hiếp người khác bên trong kết bảo hiểm đều bị tiêu hủy. Đợi tới khi Kim Myung Jil trở về nhà đột nhiên ngửi thấy một mùi khét khét, mở cái bảo hiểm ra xem. Tất cả mọi tư liệu bên trong đều đã trở thành than. Ông ta mở ngăn kéo bên cạnh ra. Bên trong là một điện thoại có dán tên. Ông ta lấy ra điện thoại của hội trưởng Choi, liên hệ với nội ứng bên trong của cảnh sát, nói bản thân chút nữa sẽ để cho tài xế đưa điện thoại qua giúp đỡ tìm một người bên trong đó. Nếu như làm thành công có thể trả thù lao cho đối phương gấp 3 lần. Nội ứng của Kim Myung Jil cầm điện thoại, tìm ra được vị trí của tài xế của hội trưởng Choi, báo cáo thông tin này cho Kim Myung Jil. Không lâu sau, một đám người tới trước nhà tài xế bắt ông ta lại làm con tin. Lúc này, Hong Hu Jin và Kim Jeon U vừa mới có được tư liệu về Kang In-beom, vẫn còn đang nghiên cứu làm như thế nào để đối phó hắn ta. Đột nhiên điện thoại lại gửi tới hình tấm hình tài xế bị đánh. Sau đó điện thoại vang lên. Đối phương yêu cầu bọn họ trong vòng một tiếng phải tới trung tâm mua sắm. Nếu như báo cảnh sát thì lập tức giết chết con tin. Cháu gái của tài xế, Oh Jamin vô cùng tức giận, nói muốn giết chết đám giang hồ này. Oh Jamin cũng là một nhân tài, có tài bắn cung xuất thần nhập hóa. Ba người trước khi lên đường còn liên hệ với một người bạn cũ của hội trưởng Choi, đó là một anh lính đặc chủng. Nghe nói đối phương bị bắt cóc không nói lời nào gỡ nâng cao băng bó trên tay xuống, tiến hành ngụy trang gặp mặt với đám người Kim Jeon U. Bốn người hai người một tổ, Hong Hu Jin và Kim Jeon U sẽ đánh chính diện, anh lính đặc chủng và Oh Jamin sẽ cùng chi viện. Sau khi đã lên kế hoạch xong xuôi, toàn bộ bắt đầu hành động. Hai người chỉ với nắm đấm, ngang nhiên đi vào bên trong, không nói lời nào trực tiếp động tay động chân. Bọn họ mỗi người một bên, đánh cho đám sát thủ lăn lóc trên mặt đất. Còn phía trên, Oh Jamin liên tục bắn tên, có người muốn giải quyết cô ấy. Lúc này, anh lính đặc chủng ra tay ngăn cản. Kim Jeon U bên này không có chút áp lực, nhắm chuẩn cơ hội tới trước mặt Kang In-beom. Trước kia, anh chẳng thể làm gì được đối phương, nhưng bây giờ đã không như ngày xưa. Kim Jeon U đấm mạnh một cái, khiến cho Kang In-beom ngã lăn. Kim Jeon U linh hoạt, tránh được đòn tấn công của đối phương. Sau đó là một cú knock out. Kang In-beom bị đánh cho liên tục lùi lại. Hong Hu Jin thấy Kim Jeon U giải quyết nhẹ nhàng, lập tức đi hỗ trợ cho anh lính đặc chủng. Anh lính đặc chủng đã gác kiếm nhiều năm, các kỹ thuật chiến đấu có chút thụt lùi, bị Kim Jun Min đè xuống đánh. Thời khắc nguy cấp, Hong Hu Jin đá bay hắn ta, sau đó cưỡi trên người đối phương đánh cho một trận. Kim Jun Min bị đánh vô cùng tức giận, muốn rút con dao ở bên hông ra. Hong Hu Jin vẫn độc mồm độc miệng như trước, có điều tất cả đòn tấn công của hắn ta đều bị Hong Hu Jin nhẹ nhàng hóa giải. Sau đó đánh liên tiếp thêm mấy cái nữa, Kim Jun Min bất tỉnh nhân sự. Kang In-beom ở phía dưới lầu cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cú đấm sắc của Kim Jeon U khiến cho hắn ta khó lòng chống đỡ. Sau đó là một cú đấm nặng nề, Kang In-beom cuối cùng cũng ngất xỉu. Cuối cùng, Kim Jun Min lại bị trói gô cổ lại. Sau khi thẩm vấn, đối phương cũng khai ra vị trí của tài xế. Bởi vì anh lính đặc chủng bị thương, anh ta phụ trách đợi sau khi đã tráng tỉnh dậy, tra hỏi bí mật của Kim Myung Jil. Ba người còn lại sẽ đi giải cứu con tin, cũng chính là tài xế đang bị bắt cóc. Trên đường, Kim Jeon U cho rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, sau đó gọi điện báo cho cảnh sát tài xế bị bắt cóc. Cảnh sát lại nói bọn họ không nên tùy tiện hành động, sẽ phái đội cảnh sát tới. Tin tức này cũng bị nội ứng của Kim Myung Jil nghe thấy. Đợi sau khi cảnh sát chạy tới địa điểm, phát hiện tài xế đã biến mất không phải đâu cả. Không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách cậy miệng của Kang In-beom ra. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới là Kang In-beom chính là một tên cứng đầu. Nhân lúc mọi người không để ý lựa chọn tự sát, bọn họ không muốn giết người, chỉ đành ném lại chán ở trạm xe buýt, chờ xe cứu thương tới lôi đi. Kim Myung Jil lại đi ăn một vố, chân tay có thể sử dụng bên cạnh càng ngày càng ít. Ông ta không muốn rơi vào thế bị động, thế là để cho thuộc hạ giả vờ làm nhân viên trong tiệm cà phê, giết chết viên cảnh sát hay phá hỏng chuyện tốt của ông ta. May mắn anh ta phản ứng nhanh chóng, ăn một đống muối ở bên đường, sau khi nôn ra cuối cùng cũng cứu lại được một mạng. Còn bên phía nữ hacker kia lại không may mắn như thế, lúc đi trên đường đột nhiên bị một chiếc xe tải nghiền qua, chết ngay lập tức. Hành động giết gà dọa khỉ của Kim Myung Jil quả nhiên khiến cho Hong Hu Jin và Kim Jeon U lo lắng không thôi. Ông ta gọi điện thoại cho Kim Jeon U, nói nếu như không muốn để mẹ xảy ra chuyện, vậy thì tới nông trại gặp mặt. Kim Jeon U không dám không nghe. Khi bọn họ đi tới nông trại, lập tức bị một đám sát thủ, trong tay đám sát thủ cầm sẵn rìu, dao chém, rõ ràng là không muốn để cho người sống sót. Kim Jeon U lấy nắp cống lên làm vũ khí, Hong Hu Jin cũng cầm xiên liên tục phản kháng. Kim Myung Jil thấy thuộc hạ của bản thân mãi mà không làm gì được Hong Hu Jin và Kim Jeon U, lập tức cầm dao dí lên cổ tài xế. Hong Hu Jin và Kim Jeon U không dám tùy tiện hành động. Chính lúc này, một mũi tên xé gió phóng tới, trực tiếp bắn trúng vai của Kim Myung Jil. Kim Myung Jil bị thương dứt khoát vứt bỏ con tin,
để thuộc hạ yểm hộ bản thân chạy trốn. Không lâu sau, cảnh sát tới nơi, bắt giữ thuộc hạ của Kim Myung-jil, sau đó còn giải cứu được một số lượng lớn con tin đang bị trói. Thậm chí ngay cả nội ứng của bên trong cảnh sát cũng không thể thoát, bị bắt tống vào ngục. Kim Myung-jil cũng bị cục cảnh sát phát lệnh truy nã. Ông ta thấy bản thân thất thế, chuẩn bị chạy trốn qua Việt Nam để tránh đầu sóng ngọn gió. Kim Jeon-woo từ tên Kim Jun-min bị thẩm vấn, biết được con đường chạy trốn của Kim Myung-jil, sau đó đi tới bến tàu quyết đánh một trận cuối cùng với ông ta. Kim Myung-jil chạy trốn như con thoi ở giữa các container. Ông ta dựa vào ưu thế địa hình muốn đánh cho Kim Jeon-woo không kịp trở tay. Kim Jeon-woo phản ứng nhanh nhạy, tránh được nhát dao của Kim Myung-jil, chạy lên các container, đánh tay đôi với Kim Myung-jil. Hai người đánh từ trên xuống dưới. Kim Myung-jil không đánh được, muốn lấy ra ám khí để tập kích. Kim Jeon-woo đã sớm phát hiện ra quỷ kế của ông ta, đấm vào quyền đánh cho ông ta ngất xỉu. Còn bên này, Hong Woo-jin đã giải quyết được Kang In-wen, đi tới trước mặt Kim Jeon-woo. Hai người tìm thấy đống thỏi vàng, báo chuyện này cho cảnh sát. Cảnh sát nói cảnh sát quốc tế đã ở trên đường, không lâu sau sẽ tới hiện trường. Còn về những thỏi vàng này, bọn họ quyết định xây dựng một viện phúc lợi, dùng để cứu trợ những người nghèo bị tổ chức cho vay nặng lãi làm hại. Chuyện này cũng đã kết thúc. Bộ phim có tên là Chó Săn, bộ phim truyền hình được công chiếu mới nhất của Hàn Quốc. Điểm đặc sắc nhất trong bộ phim chính là những cảnh đánh nhau. Diễn viên không dùng diễn viên đóng thế mà tự mình diễn. Hơn nữa, đạo diễn đã tạo ra điểm tinh tế nhất, đó là những đối tượng bị chụp ảnh khỏa thân không phải là nữ mà đổi thành là nam. Không chỉ để ý tới cảm nhận của các khán giả nữ, đồng thời còn tăng thêm sự sáng tạo. Những cảnh quay võ thuật, những kỹ thuật được thể hiện sâu sắc đặc sắc, không ít các động tác vô cùng chuyên nghiệp, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Đương nhiên, bộ phim này vẫn tồn tại một số điểm hơi quá. Cho dù đạo diễn đã cật lực khắc chế vấn đề trí tuệ của nhân vật phản diện, nhưng trong hai tập cuối cùng, có rất nhiều điểm khiến cho người khác cảm thấy cạn lời. Có thể nói là một bộ phim đầu vào đuôi chuột. Những người mặt tổng thể bộ phim này cũng rất hay, ý nghĩa sâu sắc, cảnh hành động hấp dẫn, nhưng cuối cùng có điểm chưa hoàn thiện. Nếu thấy bộ phim này hay, các bạn có thể theo dõi trọn bộ. Hãy like và follow chúng tôi.